cái văn hóa, văn hóa Trang xin lỗi là có những cái từ rất là khó nghe, nhưng mà Trang phải nói cái văn hóa, cái chữ đó là chữ đéo. Thật ra Trang ít dùng cái từ này, nhưng mà Trang phải chia sẻ cho cô chú và các anh chị. Lần đầu tiên mới tới Hà Nội, tôi không có bỡ ngỡ khi tìm nhà của một người quen làm trưởng của một khu phố văn hóa. Đi vào một con hẻm, tôi gặp một cái ông cụ đi ngược chiều. Tôi rất là lễ phép hỏi thăm nhà bạn của tôi. Ông cụ ngoảnh ngoảng nghe tôi nhắc lại câu hỏi 2-3 lần, ông lấy tay phủi qua một bên, lắc đầu và trả lời: "Tôi đéo hiểu ông nói cái gì cả." Tôi không buồn, tôi đi tiếp. Tôi thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ. Tôi hỏi: "Này các cháu, có biết nhà của ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?" Một đứa bé trai trạc trên 10 tuổi ngước nhìn tôi bằng ánh mắt rất là sắc láo, ranh mảnh, đáp gọn lõn: "Biết, mà đéo chỉ." Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa. Tôi gặp một thanh niên hỏi: "Anh ơi, anh có biết nhà của ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không?" Gã trẻ tuổi này chẳng thèm dòm tới tôi luôn, trả lời cộc lốc: "Đéo biết." Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa được rồi, tôi mới đem câu chuyện này kể lại cho ông ta nghe và than thở: "Anh ơi, các bậc phụ huynh ở đây giờ lạ quá, không dạy dỗ con em gì hết, để chúng nó ăn nói với người khác, người lớn thô bỉ đến thế hả anh?" Chẳng cần suy nghĩ gì hết á, ông trưởng khu phố văn hóa thuận tiện thuận cái miệng rồi trả lời tôi luôn: "Có dạy đó chứ, nhưng chúng nó đéo nghe." Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo dạy môn văn vừa đi dạy về, và tôi đem câu chuyện đó kể lại cho cổ nghe. Thay vì trả lời trực tiếp liền cho tôi thì cô giáo mới xin phép kể lại một cái câu chuyện như sau. Hôm đó đó, cháu đang giảng bài văn có đoạn kể về thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ. Cuối cùng cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp bảo nó cắt nghĩa hai chữ dũng cảm là cái gì. Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi nó đáp rất là nhanh nhẩu: "Dũng cảm có nghĩa là đéo sợ." Sau đó cháu lại tiếp xúc với cái ông thứ trưởng về định hướng giáo dục xã hội chủ nghĩa, liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa hai chữ dũng cảm đó là đéo sợ cho ông nghe. Nghe xong, ông thứ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ trầm ngâm lắm. Cuối cùng ông nghiêm nghị nhìn cháu rồi gật gù một cái tiếng, một cái giống như là một cái triết gia đó, rất là uyên bác, vừa khám phá ra một cái chân lý, chậm rãi đáp: "Mà nó cắt nghĩa như thế cũng đéo sai đấy. Bây giờ luân lý đạo đức của con người xã hội chủ nghĩa là như thế đó, tiên trách kỷ, hậu trách thiên, xã hội cứ kiểu này có gì mà sao mà đéo khá, văn hóa cứ mất dạy thì cũng đéo sao." Cô chú và các anh chị thấy, xin cảm ơn các anh chị đã đưa cái bài viết văn hóa này. Thật sự đọc thì cũng rất là ngại miệng luôn, tại vì mình không có quen nói mấy từ này, nhưng mà mình phải nói đó là cái sự thật của cái đất nước